một trăm giới chúng học câu hỏi của nhật lý hỏi kính bạch thầy con hiệu pháp môn tu tập giới chúng học dưới hai khía cạnh một huân tập trưởng dưỡng những hành vi đạo đức làm người hai giải thoát khỏi tập quán nghiệp thú vật thưa thầy con hiểu như vậy đã đúng và đầy đủ chưa đáp con hiểu được hai phần còn phần thứ ba con chưa hiểu phần thứ nhất là phần tu học giới luật và sống đúng với giới luật tức là thực hiện đạo đức làm người phần thứ hai vi tế hơn đó là thói quen ác pháp phần này rất khó diệt trừ phần này là phần thiền định phần thiền định là phần ly dục ly ác pháp nhập bất động tâm định và nhập sơ thiền nhĩ thiền tam thiền tứ thiền phần thứ ba là phần thực hiện tam minh tức là ba minh túc mạng minh thiên nhãn minh và lậu tận minh